Mến chào các bạn, tôi là Tony. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Truyện Sưu Tầm. Ngày hôm nay, Tony xin phép gửi đến các bạn một câu chuyện ngụ ngôn mang tên Rùa và Cá. Thuở xưa có một con cá. Cá chỉ biết ở trong nước và không biết gì ngoại trừ nước. Một hôm, cá mãi mê bơi lội trong ao đầm quen thuộc như mọi khi thì gặp lại chị rùa. Chào chị rùa, chị đi đâu mà mấy lâu nay tôi không gặp? Này chị cá, chào chị. Hổm rày tôi đi lòng vòng trên đất khô. Đất khô à? Chị nói đất khô. Vậy đất khô là gì? Đất khô, đất làm sao khô được? Tôi chưa bao giờ thấy đất cái gì mà khô. Đất khô chắc là không có gì hết. Được, tốt lắm. Nếu chị muốn nghĩ như vậy cũng tốt, không ai ngăn cản đâu. Tuy nhiên, chỗ mà tôi đi mấy hôm rày, đất khô thiệt. Này chị rùa, chị đi đâu nói rõ lại coi. Chỗ đất khô mà chị nói, nó ra làm sao? Giống như cái gì? Nó có ẩm ướt không? Không, đất khô không có ẩm ướt. Đất khô có mát mẻ và êm dịu, dễ chịu không? Không, đất khô không mát mẻ và êm dịu dễ chịu. Đất khô trong suốt và ánh sáng rọi xuyên qua được không? Không, đất khô không có trong suốt và ánh sáng không rọi xuyên qua được. Đất khô có mềm mại và dịu dàng để mình bơi lội trong ấy không? Không, đất khô không mềm mại dịu dàng và mình không thể bơi lội trong lòng đất. Đất khô có di chuyển và trôi chảy thành dòng không? Không, đất không di chuyển và trôi chảy thành dòng. Đất có nổi sóng và tan ra thành bọt không? Không, đất không nổi sóng. Thấy chưa, thật quả như tôi nói chứ gì nữa. Tôi đã bảo rằng đất khô của chị là hư vô, không có gì hết. Tôi hỏi và chị đã xác nhận rằng đất khô không ẩm ướt, không mát mẻ, không dịu êm, cũng không trong suốt, ánh sáng lại không xuyên rọi qua được, không mềm mại và dễ chịu để mình có thể bơi lội trong ấy. Đất cũng không di chuyển và trôi thành dòng, cũng không nổi sóng, cũng không tan rã thành bọt, không phải gì hết, thì có phải là hư vô không? Được, tốt lắm. Này chị cá, nếu chị quả quyết đất là hư vô, không có gì hết, thì chị cứ tiếp tục nghĩ như vậy đi. Thực ra, người nào đã biết nước và đất liền rồi sẽ nói rằng chị chỉ là con cá dại dột, vì chị quả quyết rằng cái gì chị cũng không biết là không có hết, là hư vô. Nói là hư vô bởi vì chị không bao giờ biết. Nói đến đây, rùa bỏ cá ở lại một mình với ao đầm bé nhỏ, quay đầu lội đi và suy tưởng về một cuộc viễn du khác trên đất khô, nơi mà cá tưởng tượng là hư vô. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Trong câu chuyện rùa và cá kể trên, ta thấy tất cả các câu hỏi của cá về đất đều là những câu hỏi không thoát ra ngoài những gì liên quan đến nước. Và dù cho đất với biết bao nhiêu kỳ hoa dị thảo, sơn lâm tú lệ, nhưng không tài nào rùa có thể diễn tả được. Mà rùa chỉ biết trả lời với cá bằng những câu phủ định. Để rồi rốt cuộc, cá cũng đã không tin dù chúng ta thấy chuyện đất khô rùa nói là có thật. Trong cuộc sống xung quanh ta, cũng thừa nhận có những sự việc, sự kiện ta cảm giác dường như hiện hữu và còn tác động đến đời sống của chúng ta, nhưng ta lại không thể thấy, nghe, nhận biết một cách cụ thể và còn biết bao điều mà trí não giới hạn của ta không thể tư duy nổi, ngôn ngữ của ta cũng không thể diễn tả nổi. Điều đó nói lên rằng thế giới mà ta cảm nhận nó nhỏ hẹp biết bao và càng nhỏ hẹp hơn so với sự kiến chấp cố hữu của chúng ta.
Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào? Hãy để lại comment bên dưới để cho Tony biết cảm nhận của các bạn nha. Và đừng quên like, subscribe kênh Tony Store để tiếp tục nhận thông báo cho những chủ đề tiếp theo bạn nhé.